Dạ. Rồi trước tiên là cô cho con biết tên của cô hả? Cô tên cái thường gọi ở ngoài đó ha, Dạ. là tên Tục. Tuột hả? À, À, Tuột là tên gốc của cô hay là tên hiện tại? hiện tại là Nguyễn Thị Như Hoa, nhưng mà cái tên cũ ngoài đó là tên Tụt. Tụt. À, tên Tuột. Dạ, Tuột giống À, kiểu là tụt tụt huyết áp á ha. đúng rồi. Dạ. Và hiện tại bây giờ là cô Tuột ở tỉnh thành nào? Cô ở thành phố Bà Rịa á. À, Bà Rịa Vũng Tàu. Dạ. Xã Long Và Phước. rồi cô Tuột là sinh năm mấy vậy? 1947. À, 1947. Dạ. Rồi thưa cô là hôm nay cô lên kết nối là tìm gia đình của cô ha. Dạ. Và cô thất lạc gia đình là lúc đó khoảng bao nhiêu tuổi? Cô thất lạc gia đình hồi đó là cô còn nhỏ lắm, cô không nhớ bao nhiêu tuổi hết á, mà là đi theo ông nội rồi nó lạc ở chợ Đồng Hà á, Đông Hà, những cái Đông Hà, hồi Quảng Trị ấy, hả? đúng đúng rồi, Đồng Hà Quảng Trị á. Cô ở À. ở Quảng Trị, cô ở Quảng Trị, cô xuống Đông Hà, cô Dạ. núng cái giặt áo của ông nội cô đi riết cái nó lạc. Dạ. Rồi cô nhớ được gì cô kể lại con nghe. Cô nhớ là cái tên của bà chị ruột á, ông già bà già thì mất rồi, Dạ. cô biết là mất rồi, nhưng mà có bà chị ruột, Dạ. bà chị ruột là tên Xin. À, xin trong từ là xin xỏ ha. À, Rồi nhớ tên ai nữa không? Ừ. một đứa em mà tên Đai. À, em tên Đai, chị tên Xin. Dạ. Dạ thưa cô là Đai là trai hay gái vậy cô? Trai. À, em trai tên Đai. Dạ. Rồi rồi thưa cô là cái chị Xin đó thì theo cô phỏng đoán là hơn cô khoảng là bao nhiêu tuổi? Chắc cô nghĩ cũng 5-6 tuổi vậy đó. À, hơn cô khoảng 5-6 tuổi. Dạ, còn em Đai của cô thì thua cô khoảng bao nhiêu tuổi? Nhỏ, em á nhỏ. Em á nhớ là nó hồi xưa nó bú hai cái tay này nè, mẹ mất sớm á, mẹ bị Dạ, cái phòng mắt ồ. nên nó mẹ nó bú hai cái tay vậy nè, rồi nó Dạ. mòn hai ngón tay này luôn, Rồi, rồi cái tội trán nghiệp. này nè, cái trán này bắt đầu nó bị ở ngoài đó là họ phóng xăng á, xăng Dạ. đục á, cái bắt đầu bà già bồng nó xuống da tân hào, cái bắt đầu nó cháy, bà già ôm nó mà trong người này nó cháy cái trán, cháy hai cái chân Dạ. đó. Như vậy hai cái chân anh cũng vẫn có tật, nhưng mà cái trán anh cũng có thẹo. À, vậy là đó là cái đặc điểm để chúng ta có thể nhận biết được các cô ha. À, đúng rồi, chính xác các con. Dạ. Đó là thuộc gia đó, tung lý Dạ. à, Rồi chứ không có gãy chân. dạ, rồi cho con hỏi là ngoài tên chị và tên em của cô ra thì cô có còn nhớ được tên ai trong gia đình không? Ông nội rồi này kia cô có nhớ được không? Như tên ông nội là hồi xưa cô nhỏ cô nghe họ gọi là ông À, nhớ có thể là ông Phu Phu. Ừ. cô nhớ mặn Dạ. mặn vậy đó. Dạ. Rồi có tên ai nữa không hay là có kỷ niệm gì nhà cửa ra sao rồi bối cảnh của gia đình ra sao cô có nhớ không? Cô hồi đó là quê thì ở Quảng Bình, con hiểu không? Quảng Dạ. Bình cái dạy giờ cái bắt đầu giải phóng, cái bắt đầu là đi vô trong họ đưa vô trong cấm lộ, Chiến tranh hay à, giải phóng? Ừ, cái chiến tranh, chiến chiến tranh tranh. đưa vô cấm lộ, họ đưa vô Dạ. cấm lộ thì ông già bà già thì ở vì vùng núi, Dạ. cô thì ở dưới đồng bằng ở với ông nội, con hiểu không? À, à. À, như vậy đó, ông già thì làm cách mạng, à, Dạ. ông mắc cái bên cách mạng, còn Dạ. là bà già thì ở nhà là bị cháy xăng đồ đưa đi vô cấm lộ, họ đưa vô cái chỗ mà để mà nằm mà trị bệnh đó, con hiểu không? Cái Dạ. rồi cái bắt đầu lính bộ đội hồi đó nó đánh giặc nhiều quá, nó bị thương nhiều quá, cái bà già cũng chưa có lành lắm, cái mà khiêng bỏ xuống dưới đất á, cái trời ông mưa cái nó bốc cái đất lên, nó hơi đất cái bắt đầu nó nhiễm trùng, Dạ. à, bà già mới mất luôn mà không có nhận được xác bà già, Trời, sao tội nghiệp quá vậy? rồi ở ngoài đó là họ chôn luôn chứ mình không có nhận được cái xác của bà già, ở gia đình À. không có nhận được. Dạ. Nhắc cái xe vô đây này con, để Vậy mưa là con. dạ thưa cô là cô nhớ hay là cô nghe kể lại? Cô nghe kể lại á. Dạ.
nghe ông nội ông kể lại chứ cô không nhớ được. À, vậy thì theo con nghĩ là cô thất lạc lúc đó chắc cũng phải trên 5-6 tuổi rồi thì cô mới nhớ được đó cô ha. À đúng rồi đó con, cỡ đó Dạ. 7 tuổi rồi đó mà cô cũng bằng mạng thôi, nó không còn Dạ. nhớ nhiều lắm. À bên đó đang mưa hả cô? Mưa con. À. Để cô ngồi đó có tiện không? Nếu không tiện thì cô có thể vô nhà, tùy cô. À, nó chưa mưa tới nó gió ghê luôn á. Dạ. Rồi vậy thưa cô rằng ngoài ra nữa đó thì là có nghĩa là ý cô nói là nhà của cha mẹ là ở trên miền núi, còn nhà Đúng của ông nội thì ở dưới đồng bằng. Vì đúng vậy cho rồi nên là cô rời nhà và cô ở với ông nội. đúng rồi đúng rồi. Dạ, vì lý do mẹ mất cho nên là cô ở với ông nội cô ha. Không, chưa mắc luôn đã ở với ông nội. À chưa mất cũng đã ở rồi. Đúng rồi. Dạ. Cô ơi, cô bây giờ có thể cô vô nhà được rồi bởi vì ở ngoài này gió nó ồ đó, con nghe không được. Cô vô nhà cô ngồi đi cô. Rồi thưa cô, sau khi mà cô ở với ông nội, thưa cô là sau khi cô ở với ông nội thì cô và ông nội đi chợ thì cô bị tuột tay của ông nội rồi rồi lạc mất hết cô. À. À. Và cô có nhớ cái bối cảnh lúc đó diễn ra như thế nào mà khiến cho cô không tìm được ông nội cô không? Rồi cái chợ đó thì nó nhỏ thôi nhưng mà nó đông quá rồi cô kiếm không ra. Trời ơi, Cái chợ Đông Hà thì hồi đó nó nhỏ lắm nhưng mà nó đông người lắm. đông Cô người thì kiếm không kiếm không ra. ra vậy à, À. mà do tuột tay hay là ông nội kêu cô ngồi đó, ông nội đi mua cái gì không hay là do như thế nào, cô có còn nhớ được cụ thể về Không, cái cô thời không khắc nhớ luôn, cô không à? nhớ luôn. Rồi sau này á cô về đó là cô cũng ở về thị xã Đông Hà luôn, cái bà đơ đỡ đẻ đó là bà nuôi cô. À. À, bà nuôi cô một thời gian, một thời gian cái bắt đầu giải phóng ở Đông Hà á thì bà mới vô trong Chu Lai. Bà Dạ. vô Chu Lai cái mà cô bị lạc nữa, Trời. lạc bà đơ luôn, Dạ. là lạc 2 lần. Nhưng mà rồi sau đó thì cô có kiếm được bà Đơ không? Không, cô không kiếm được bà đơ. Vậy là chỉ nhớ bà là tên Đơ thôi. À, nhớ bà đó là bà đơ. Dạ. Rồi cho con hỏi cái giai đoạn đầu đã nè, là cái khi mà À. lạc ông nội đó là cô có nhớ được là cái tình tiết nó diễn ra là ông nội đang đi dựa chợ hay là cái tình tiết nó diễn ra như thế nào không, cô nhớ được gì cô kể cô nghe. Cô có nhớ là ông nội ông cầm một cái mâm. Một cái mâm đó là cho cô nghĩ đó là bằng vàng, ổng đem ổng đi bán Ồ. À chứ chắc là không bằng. phải là cái mâm bình thường vàng. Ồ. Ổng đem ổng đi bán mà cô có đi cái sao mà cô ngơ sao cái lạc ông mày. À. Vậy là cô còn nhớ được là ông nội có một cái mâm quý, còn bằng vàng Có thì một cái theo mâm quý và con nó nghĩ bằng là thè. có thể bằng đồng thôi chứ vàng thì theo con nghĩ không có đâu. Có số lượng À. vàng đâu mà ra một cả một mâm cho nên là con nghĩ là bằng đồng thôi. À cô không hiểu mà cô nghĩ nó vàng thôi, cô không hiểu mà cô cứ nói là ông nội có cái mâm vàng ông đem ông đi bán rồi ông dặn cháu chắc ông vô ông cái tiệm vàng á là sau đó là cái chỗ nào ông bán rồi ông bỏ lạc cô á. À mà theo cô cảm nhận thì cái lạc này là một cái sự vô tình thôi hay là ông nội có gửi cho ai rồi ông nội đi là kia không? Không, ông nội không có gửi cho ai hết á. À nhưng mà là vô tình lạc thôi cô ha. Đúng rồi. Dạ. Rồi cô ngồi vô giữa màn hình dùng con, cô ngồi vô giữa, cô đúng rồi. Dạ. Dạ, đúng rồi. Dạ. Và vậy là cô còn nhớ mang máng là ông nội tên là ông Phu. Và cô nhớ vậy đó. Dạ. Không biết ông Phu tên của ông nội là tên của cha đó thì không, hai người đó thì cũng có hai người. À. Còn À. mẹ chắc tin mẹ tên Tiêu. Dạ. Dạ con chào chú. Dạ, đây là ông xã của cô đó hả? Xã đó cũng Dạ. 82 rồi. À 82. Dạ. Rồi vậy chú ngồi đó chút xíu, bác ngồi đó chút xíu rồi con trò chuyện với cô thêm chút xíu đại nha. Dạ. Dạ, lâu nay thì chắc là gia đình mình cũng rất là mong mỏi để mà kiếm lại gia đình cho Mong cô. À. cũng mong, cũng mong Má coi nhiều. như ngà đêm mà tư có khi mà nghe con nói là bắt trăm mâm con ghê lắm, cả 10 giờ đêm mới chưa ngủ, có ngày Dạ. con mày biết à. Dạ.
Thấy thương. Theo con nghĩ Này, là cô có hai cái máy mà cô sạc cái này thì cô coi cái này mà cô coi con không mà. Theo con nghĩ là cha mẹ cô thì nay lớn tuổi lắm rồi, chắc có thể không còn. Nhưng mà Không, nếu nếu may cha mắn mẹ á, thì cô biết là mất rồi đó. Có nếu khi may là mắn, chị với đứa em thôi. đúng rồi, may mắn thì kiếm được bà chị, là chị xinh và em đai cô ha. Và thưa cô, vậy rồi tới cái giai đoạn mà khi mà cô gặp được bà gì? Bà Đơ. À, bà Đơ. Sau khi gặp bà Đơ thì như thế nào mà lại lạc bà Đơ tiếp? Rồi giải phóng ở ngoài Đồng Hà đó con, rồi họ mới đưa vô cái chỗ gì, cái chỗ Chu Lai. Cái Chu Lai cái mấy người đi gánh nước, cái cô đi theo rồi sao cô lạc luôn. Trời ơi. Dạ, vậy Ở là ngoài đó cô thì nước nó đánh xa đó con, đi cái đó lạc ở luôn. Chu Lai tức là ở ngoài Quảng Ngãi, cách Quảng Ngãi 25 cây số đấy. Nhưng mà cô sống được với bà Đơ được thời gian khoảng bao lâu, cô có nhớ không? Lâu Khoảng mấy cô năm sống không? mấy năm á, Cũng khoảng mấy năm. Và sau khi cô lạc ở chợ Đông Hà xong rồi thì cơ duyên nào mà cô gặp bà Đơ để bà Đơ cứu mang cô? rồi cô đi ngoài đường cô khóc á, rồi bả mới đi, bả đi đỡ đẻ cho người ta về, đi đâu không biết, cái bả hỏi con đi đâu vậy, nó nói con đi với ông nội mà con lạc ông nội rồi. Cái bà hỏi con có muốn về nhà cô ở không, mà bà nó lay tay, bà Đơ đó, bà người lay tay, con mắt bà đỏ cái que vậy, bà người lay. Rồi bà mới hỏi cô vậy, cái cô mới nói dạ bây giờ con không có biết ở đâu con ở hết á. Rồi bà về, bà có một đứa con có tật, rồi về chơi với cái đứa nhỏ đó đó, đứa con gái. Đứa con gái của bà Đơ là bị tật. Bà Đó là Đơ cái giờ hiện giờ bà ở bên Mỹ á, bà đi viện hả cô qua Mỹ rồi, sao cô cô biết biết? luôn. Từ vì chồng bà là hồi đó đại quý đại, đại tá gì lận mà Nếu lớn vậy thì mà. nếu vậy vậy thì gọi là nghi ngờ như vậy thôi, chứ làm sao mình chắc chắn được cô há, nghi ngờ thôi phải không? Đúng Ý là nghi không, ngờ. nhưng bà Đơ là nhất quá, bà đi Mỹ chồng bà là đi viện hạt ô rồi, cô biết. Vậy có hả, vậy có hả, và cô có nhớ được là thời gian thất lạc ở chợ Đông Hà xong thì cô còn ở khu vực chợ Đông Hà bao lâu nữa thì cô mới rời ở đó không? Cô ở đó là cũng khoảng mấy năm. Mà ý ý là cái thời khắc mà lạc ông nội đó thì cô còn ở cái địa điểm, cái vị trí đó được khoảng mấy mấy ngày, hay là cô rời ở đó liền? Không, cô rời ở đó là cô về nhà bà Đơ, cô ở mấy năm. Còn cái khi lạc ông nội là gặp bà Đơ liền trong ngày đó hả cô? Đúng, đúng rồi, chính xác. Và theo con nghĩ thế này nè, nếu ví dụ như khi lạc ông nội rồi đó mà cô còn ở lanh quanh luẩn quẩn ở chợ Đông Hà vài ngày thì có thể ông nội kiếm được cô, bởi vì là thường là lạc ở đâu thì sẽ đến tìm ở đó. Thì Đúng theo rồi. con nghĩ là như vậy, nhưng mà rất là đáng tiếc lúc đó thì cũng không có nhận thức được cái việc đó, cho nên là cô đã theo bà Đơ về ở nhà bà Đơ, cho dù là có cách một cây số chăng nữa cũng đã tìm không được rồi, chưa nói đến cái chuyện Đúng rồi. là xa hơn. Vì vậy cho nên là con nghĩ nếu cái lúc đó mà thất lạc mà cô cũng quanh quẩn ở chợ đó vài ba bữa thì theo con nghĩ là chắc chắc là sẽ gặp được ông nội. Sợ muốn chết khóc cô Vậy hả mà. cô? Sợ muốn chết nghe bà nói tôi cô về, con về cũng ở với cô mừng tới mồ cô luôn mà. Chứ tối nằm nó sợ. Nhưng mà rồi cô có nằm ở chợ đó tối nào không? Không, cô chưa có nằm, cô Sợ chỉ thôi. lạc đâu cách chừng một tiếng đồng hồ cô ngồi cô khóc là bà Đơ bà tới dẫn cô đi liền á. Về ông nội ông cũng có kiếm nhưng mà kiếm không ra đâu. Đúng rồi, đã đi chỗ khác rồi ông nội kiếm không ra thiệt. Hồi đó đâu có công nghệ thông tin liên lạc, điện thoại, điện đồ này kia gì đâu, đi hỏi thủ công từng người thôi à. Tội nghiệp. Rồi ok cô, vậy cho con hỏi là trong buổi trò chuyện hôm nay thì ngoài cái việc là thứ nhất là chị của cô tên là chị Sinh nè, em của cô tên là em Đai nè, rồi tên ông nội hoặc là cha tên có thể là tên Phu nè, rồi ngoài cái việc đó ra thì cô có muốn chia sẻ thêm điều gì kỷ niệm của gia đình cô nữa không? Nếu có thì cô nói thêm, còn nếu không có thì chúng ta sẽ kết thúc cái buổi trò chuyện hôm nay và chúng ta chờ tin.
Cô bấy nhiêu đó, cô cũng cảm ơn con, cũng nhờ cô cộng đồng toan lại cho cô để kiếm giùm cho cô kiếm được chị em cô cũng chết cũng mãn nguyện. Nói với giờ cô cũng bệnh đủ với con tiểu đường đồ đại tràng đồ đủ hết á. Tội nghiệp cô, lớn tuổi rồi bây giờ cũng muốn biết nguồn cội của mình. Cũng trong kiếm ra đứa em với bà chị chết cũng là nhắm mắt cũng thỏa mãn rồi. Trước mắt là xin nhờ cộng đồng mạng với cháu trước mắt là cháu mới được cộng đồng mạng đó. Cái chuyện hầu tạ thì mình không ở nước ngoài nhưng mà cũng làm một cái giá từ riêng cháu cũng làm cái giá 15 triệu rồi người khác 10 triệu nữa là được thâm cầm bạc với đi ha. Không, cái nói như vậy nè con. Nếu mà có người nào mà kiếm được cho cô á, cô hậu tạ 15 triệu, có hiểu không? Cô đã biết trong đó rồi mà. Còn riêng con ví dụ như cô phụ cho con để trong cái chương trình của con á chút gì đó để cho con giúp cho mấy người khó khăn Rồi, như vậy. bây giờ con xin nói thế này với cô chú nè, là con rất là cảm ơn và trân trọng cái lời đề nghị của cô chú, và cô chú cũng có lòng nghĩ đến cái chương trình của con. Nhưng trong cái trường hợp của cô đó thì là ở nông thôn, nên là con cũng biết là khó khăn, cộng thêm cái ốm đau bệnh tật và tuổi già nữa. Vì vậy cho nên Đúng là rồi. nếu trong trường hợp của cô, nếu ví dụ như mà cái người mà báo tin á mà được á, thì là theo như cái lời chia sẻ của cô là sẽ hậu tạ cho người ta 15 triệu, thì con xin ghi nhận cái Đúng. điều đó để cho nó À. được việc cho mình. Bởi vì là đôi À đúng, khi ví đúng dụ rồi như đó. xa xôi mà người ta biết mà không phải là việc của người ta, thì có cái hậu tạ đó thì con nghĩ là cũng rất là tốt, để coi như một món quà cho người ta để khích lệ. Còn về cái việc mà cô chú đề nghị cái việc mà họ mà hậu tạ cho con trong cái quỹ đó, thì con ghi nhận cái lời tri ân tấm lòng của cô chú, nhưng mà thật sự là cái hoàn cảnh của cô chú thì con không có nhận về bằng cái vật chất, mà con ghi nhận cái tinh thần nha cô chú nha. Còn ngoài ra Cảm nữa ơn con. mà sau này ví dụ như mà thật sự mà kiếm được gia đình hoặc này kia đó, thì con có hỗ trợ được gì thêm nữa thì con hỗ trợ, chứ con đâu có lấy cái tiền của cô chú để làm gì. À. Không Con dạ. con ghi nhận cái tấm lòng. Con biết làm sao không? Cô kêu cô coi nhiều cái mà Bà buồn lắm cháu, con ngủ dậy cái mà nó tức mình quá, bơm đầu nó ăn hết bà con mình rồi, con quỷ nó tìm chưa được, được không? Bà buồn mà nói vậy nha. Mà nó bom đạn nó ăn hết cha mẹ mình à. Bây giờ tôi quay nó tìm không ra. Không, cha mẹ thì không có nữa đâu. Đúng rồi, cha mẹ Cô thì không biết còn mà. nữa. Rồi bây Có giờ con chị với em thôi. Bây giờ con xin tóm tắt lại cái nội dung câu chuyện của cô, để rồi cô chú anh chị trên cộng đồng để nắm rõ về câu chuyện của cô. Thì thứ nhất, cô tên ngày xưa đến giờ đó thì là cái lúc còn nhỏ thì cha mẹ kêu cô bằng tên tụt, sinh Đúng năm 1947. Và vào khoảng năm 1953, tức là lúc đó khoảng 6 7 tuổi gì đó, 53 54 gì đó, khoảng 6 7 tuổi thì cô đi cùng ông nội ra ở ngoài chợ Đông Hà và thất lạc ông nội từ đó. Và cô còn nhớ mang máng ba tên của những người trong gia đình, tên của ba người trong gia đình. Thứ nhất là tên ông Phu, có thể là ông nội hoặc là tên cha của cô. Đó là tên tên gọi là ông Phu. Điều thứ hai nữa đó, cái người tên của người mà cô nhớ đó là chị của cô tên là Sim, và em của cô tên là em Đai. Đó là đặc điểm của câu chuyện của cô ha. Cảm ơn con. Rồi, vậy thì có ai lên tiếng thì con sẽ báo cho cô chú biết, và cũng hy vọng rằng là sớm kiếm được gia đình cho cô, để rồi gọi là cô cũng toại nguyện trong cái sự chờ đợi nha cô nha. Rồi, rồi con chào cô chú nha. Bye bye cô chú.